Hello, xin chào tất cả mọi người, là em Hoàng Mỹ đây mọi người ạ. Hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất cực kỳ tiềm năng nằm ngay trung tâm thị trấn ET. Lô đất này có diện tích là ngang 5m, chiều sâu là 27m và có 70m2 thổ cư. Lô đất này ngụ tại trung tâm thị trấn TC, cách nằm ngay cục đường Phan Bội Châu, giao nhau với lại đường Đinh Tân Hoàng. Đấy, khu vực này là khoảng xa rất là đông và con đường này là con đường kinh doanh. Đấy, hiện tại em đang đứng tại đường Phan Bội Châu. Đấy, như quý anh chị thấy đó, thì một buổi sáng tại cung đường Phan Bội Châu thì dân cư đi qua lại rất là đông. Thứ hai là quán xá cà phê ăn sáng. Đấy, khu vực kinh doanh. Mọi người thấy buổi sáng ở đây không khí rất là trong lành và mát mẻ đúng không ạ? Đó, buổi sáng ở đây rất là trong lành và nếu quý anh chị muốn sửa lô đất này thì mọi người cùng theo chân em đến tham quan lô đất của mình nhé. Anh đứng tại lô đất của mình đó anh chị. Lô đất của mình có diện tích là ngang 5m, chiều sâu là 27m và có 70m2 thổ cư. Lô đất của mình là từ đây qua bên đây, đó, chiều sâu là 27m và nó đã có ranh giới hai bên rồi nên là không bị lấn chiếm đất. Đấy, giao thông đi lại rất là thuận tiện đó anh chị. Đấy, đường xá giao thông đi lại rất là thuận tiện. Nó cách trục đường Hùng Vương thì có 200m. Cách đó như quý anh chị thấy ấy, thì đường Hùng Vương nó đi xe đi qua lại rất là đông. Đó, gần với cây xăng, ngân hàng, HD. Nó lối của mình nó cách chợ chưa xe chỉ có 300m thôi. Cách ủy ban thị trấn chỉ có 150-200m thôi quý anh chị. Đấy, nếu anh quý anh chị muốn sở hữu lối đất này thì liên hệ với bên em nhà đất Hoàng Mỹ với số điện thoại hotline 0707 972 888 hoặc là 0377 544 379. Hello, xin chào tất cả mọi người.